máy xay cà phê và hướng dẫn sử dụng phức tạp, làm sao để đơn giản hóa. Máy xay cà phê ngày nay ngày càng được tích hợp nhiều tính năng và công nghệ mới, điều này đôi khi dẫn đến việc hướng dẫn sử dụng trở nên phức tạp. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này và giải pháp để giúp hướng dẫn sử dụng trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn. Sau đây là các nguyên nhân hướng dẫn sử dụng máy xay cà phê phức tạp. Thứ nhất, tính năng đa dạng. Các máy xay tích hợp nhiều tính năng như điều chỉnh độ mịn, hẹn giờ hay cối xay tháo rời khiến hướng dẫn phải bao quát tất cả các tính năng. Thứ hai, công nghệ mới chưa phổ biến. Nhiều công nghệ mới được ứng dụng vào máy xay nhưng chưa được giải thích rõ ràng khiến người dùng gặp khó khăn trong việc hiểu và sử dụng. Thứ ba, ngôn ngữ hướng dẫn không phù hợp. Một số hướng dẫn chỉ sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc có cách diễn đạt quá chuyên môn khiến người dùng khó tiếp cận. Và đây là các giải pháp để hướng dẫn sử dụng đơn giản hóa. Thứ nhất, tập trung vào các tính năng cơ bản, đảm bảo rằng hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng các tính năng cơ bản, giúp người dùng bắt đầu sử dụng dễ dàng. Thứ hai, sử dụng hình ảnh minh họa. Hình ảnh minh họa hoặc video hướng dẫn có thể giúp giải thích từng bước một cách trực quan và dễ hiểu hơn. Thứ ba, phân loại hướng dẫn. Phân chia hướng dẫn theo từng phần rõ ràng, ví dụ như cách sử dụng cơ bản, hướng dẫn vệ sinh, cách thay phụ kiện. Thứ tư, chỉnh sửa ngôn ngữ phù hợp, đảm bảo hướng dẫn sử dụng được viết bằng ngôn ngữ phù hợp với đối tượng người dùng. Lời khuyên từ Leon Coffee. Leon Coffee cung cấp máy xay cà phê chất lượng với hướng dẫn sử dụng đơn giản, dễ hiểu và hỗ trợ tư vấn nếu cần. Nếu bạn đang tìm kiếm máy xay cà phê với giá tốt, hãy liên hệ Leon Coffee qua số hotline 1800 94 50 để được hỗ trợ nhé.